anh ơi. Đây là chưa chưa rồi. Chưa có bị overweight. Không, chứng tỏ là ghế xịn. Cầm một cái ly, người ta biết cái giá trị của nó. Wow. Nhưng mà nhà này nhé, Đức ơi, anh làm nhà luôn luôn là anh có một cái giải pháp backup. Cái này trong vòng 3 ngày trở thành một cái nhà khác, không gian mở liền. Các tông màu đều được tính toán rất là kỹ. Đấy, từ cả quả táo. Các bạn nhìn nhá. Và cái bức tranh ở đây em không biết là anh treo tranh ca sĩ nào. Bây giờ sẽ có một cái chi tiết nhỏ nhưng cũng rất thú vị đây, mà cả nước Việt Nam chỉ có nhà này có thôi. Wow, cái gì đấy anh? Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhà To. Vâng, xin chào các bạn. Vâng, nhìn những hình ảnh này, nhìn anh Andy Trần thì các bạn biết là tôi lại quay trở lại với Sài Gòn Hoa Lệ đây rồi. Và không biết là ngày hôm nay thì chủ tịch của MGI Premium lại dẫn em đi tham quan ở đâu ở Sài Gòn à anh? Số lần trước anh dẫn em đi thăm một căn biệt thự 500 tỷ ở trung tâm quận nhất thì đã khiến rất nhiều các quý vị khán giả là thích thú rồi. Thì không biết là hôm nay có cái sự đổi mới nào ngoài cái chiếc xe đinh ba này của anh không? Hôm nay anh sẽ dẫn Hoàng Đức cùng các khán giả của Nhà To chúng ta sẽ đi thăm một ngôi nhà mà rất là đặc biệt, mà chúng ta sẽ không nói nhiều về cái câu chuyện của biệt thự, mà chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện của một cái căn nhà mà tận dụng các công năng như thế nào. Có nghĩa là hôm nay là không to về diện tích nhưng mà lại to về công năng. Chính xác. Có to về giá trị không ạ anh? To về giá trị các hiện vật trong nhà. Đó, tức là những cái đồ mà gia chủ sử dụng trong ngôi nhà thì có giá trị rất là to. Đấy, đấy gọi hay gọi là nhà nhỏ mà xe to đấy, bên trong to đấy. Nhưng mà anh có thể tiết lộ thêm một tí là thế nhà này thì cái căn nhà này hôm nay anh dẫn em đi thì nằm ở cái vị trí nào của Sài Gòn đúng không? Hôm nay thì chúng ta sẽ tham quan cái căn nhà này tại quận 2, cũng là một nơi mà quy tụ rất là nhiều các cái biệt thự, cũng giống như là nhiều gia đình có cái điều kiện. Rồi, rất là vui là hôm nay lại được anh Andy Trần dẫn đi sang quận 2 để thăm thú Sài Gòn, và cũng hy vọng là cái số ngày hôm nay sẽ có những cái điều thú vị từ anh Andy Trần gửi tới cho quý vị khán giả Nhà To. Đấy, nhưng mà trước khi mà bắt đầu cái số này em cũng muốn hỏi một tí là em sợ cái công việc của anh nó có nhiều những cái khó khăn không? Là vì em đang thấy là mỗi lần anh đón em lại trên một cái chiếc xe khác nhau. Em sợ là cái sự thích nghi nó cũng khó. Người ta cả năm đi một dòng thì nó dễ đây anh. Mỗi ngày anh lại đón em vào một dòng, hôm nay được đi hẳn Maserati như này thì đúng là em sợ ngại. Anh không biết anh có gặp nhiều khó khăn trong cái việc mà lựa chọn xe hàng ngày không anh? Thực ra là mình cũng muốn các bạn Nhà To được trải nghiệm ngoài các cái căn biệt thự mà chúng ta sẽ review, những căn nhà chúng ta review, thì chúng ta cũng trải nghiệm thêm một số về lifestyle, về các cái thú sử dụng xe hoặc là các cái vấn đề khác trong cuộc sống. Nhưng mà em nhìn anh lái Maserati là em lại thích rồi đấy. Em ngồi nãy giờ là cũng thích rồi đấy. Chắc là phải đổi tài. chắc là hôm sau em lại cũng phải thử để trải nghiệm một chiếc Maserati. Là vì thương hiệu này thì thực tế như em biết, với cái lịch sử của Maserati thì hơn 100 năm rồi. Và cũng là một thương hiệu xe thể thao rất nổi tiếng đến từ Ý. Cái Maserati thì người ta hay gọi là có trái tim của Ferrari. Thật ra là khi mà trải nghiệm với dòng xe này thì nó khá thú vị. Nội thất, tất cả các thứ rất là sướng. Anh sẽ cho em một cái quãng đường ngắn mà chúng ta cảm nhận của cái sport nó sẽ như thế nào ha. Đi cẩn thận anh ạ. Nhanh quá. Em chỉ đi review nhà thôi, em còn đi review xe đâu anh. Sợ quá các bạn ạ. Đây là lý do mà không dám đi review xe. Nhiều lúc mà gặp những cái xe thể thao như thế này mình ngồi sợ lắm. Đôi khi mình sung quá. Sung quá. Đấy là mới có 1-2 giây đạp ga mà nó lên kinh khủng. Hay quá. Đấy, thế hôm nay rất là vui là vừa đi review nhà nhưng lại được trải nghiệm cả review xe nữa. Đấy, thì thôi chúng ta sẽ cùng chờ đón xem là cái số ngày hôm nay thì có những điều gì thú vị và hấp dẫn. Thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng
ấn like, subscribe và cùng chờ đón những điều thú vị tiếp theo. Hôm nay anh cho đi xe trắng lại tham quan một căn biệt thự màu trắng luôn hả anh? Hôm nay là nó sẽ là bất ngờ là xe trắng màu trắng. Anh thấy style của em hôm nay cũng là quần màu trắng. Cũng là quần trắng luôn đúng không anh? Giày Pia Cạc Đanh này chứ. Anh tình quá. Hôm nay thì muốn xuất hiện cùng với anh Andy Trần một cái phong cách mà nó phải trẻ trung một tí. Anh đã theo phong cách doanh nhân rồi thì em lại phải khác chút đúng không? Nửa nạc nửa mỡ. Ở trên doanh nhân nhưng dưới lại là gọi là doanh nhân và sành điệu. Sành điệu. Thật ra là quan trọng nhất là trong trang phục là chúng ta cảm thấy thoải mái là được. Dạ, vâng. Thoải mái và tự tin là anh là điều quyết định tất cả mọi thứ. Vâng. Thôi quay trở lại với chủ đề chính thì hôm nay đây giới thiệu với quý vị khán giả một căn biệt thự có vẻ là nếu mà nhìn bề ngoài thì khá là khiêm tốn, và em cũng nghĩ là cũng nhiều quý vị khán giả nhà to là cũng tò mò xem là hôm nay anh Andy Trần sẽ mang đến những cái điều gì đặc biệt và thú vị cho khán giả nhà to. Cái đặc biệt nhất trong cái căn nhà hôm nay mà anh em mình sẽ đến thăm thì anh mời chủ nhà sẽ là cái người dẫn anh em chúng ta đi. Đúng không? Chúng ta sẽ nghe người chủ nhà họ set up cái câu chuyện nội thất là trong cái ngôi nhà này như thế nào. Hôm nay thế rất là hay. Tất cả những cái số ở trên nhà to mà có sự xuất hiện của chủ nhà thì bao giờ cũng được rất nhiều sự quan tâm của quý vị khán giả anh ạ. Là vì chủ nhà là những người mà họ sẽ hiểu nhất về ngôi nhà của mình, và chúng ta sẽ hiểu được là lý do vì sao họ lại làm nên một ngôi nhà như thế, phục vụ những cái nhu cầu ở, nhu cầu sinh hoạt như thế nào. Đấy, thế nên là hôm nay số này chắc chắn là sẽ rất là thú vị. Thì thôi chúng ta sẽ không nói nhiều nữa và không thể chờ đợi hơn được nữa. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo chân Hoàng Đức, chúng ta sẽ cùng vào bên trong để khám phá căn biệt thự này nhá. Xin mời các bạn. Rồi, xin mời các bạn. Mọi người thấy là rất là yên bình đúng không? Ngoại trừ những cái tiếng của các căn biệt thự xung quanh đang xây thì rất là yên bình. Khu này không hiểu sao là quanh đây toàn biệt thự, bên phía này là đảo Kim Cương đúng không anh? Đúng rồi, tức là khu mà chúng ta đang ở là sát bên cạnh đảo Kim Cương. Một cái khu rất là đắc địa của quận 2. Vâng. Nhìn bề mặt thì cho nhìn ngay ra bờ sông. Vâng. Đó, rất là ở đây gần sông nên là không khí cũng rất là thoáng, rất là thoải mái. Hôm nay như là thời tiết ủng hộ anh em mình thì phải, hôm qua anh thấy trời mưa. Hôm nay là mình lại đi review thì lại thấy rất là đẹp. Sài Gòn mùa này là đang mùa mưa đúng không anh? Hôm nay thời tiết đẹp, nhà lại có một cái dàn cây hoa giấy rất là đẹp. Cái gốc này em nghĩ là cũng phải tầm 4-50 năm. Như theo anh chủ nói như là trên 50 năm. Ôi, cửa tự động mở luôn, cửa tự động đóng luôn. Bây giờ là toàn chơi hệ thống đóng mở tự động. Thì cái này là đi vào là không bị, những ngày trời mưa là đi vào hầm ở đây luôn. Đi xe từ ngoài về nhà ngoài rất là tiện. Tức là em chào anh. Xin chào Đức. Ôi em chào, chào anh. Lần. Đây là chắc em phải nhờ anh Ngọc Anh giới thiệu. Đây là một người bạn rất là lâu, một người anh đấy, rất là lâu với anh Andy. Chắc là cũng phải mười mấy năm. Đó, thì cũng lâu lắm mới có cái cơ hội và muốn giới thiệu anh Will. Anh Will. Mọi người. Rất là hay. Vâng, rất là hân hạnh được tới hôm nay để tham quan nhà của anh Will ạ. Nhưng mà anh Will cho em hỏi thắc mắc một chút là tại sao anh em vừa mới gặp nhau anh lại biết là em là Đức, hay là anh Andy có giới thiệu gì trước? Đúng ra đó là anh phải chào Ngọc Anh trước, không? Nhưng mà tại vì đây là người nổi tiếng. Coi như là mình thì mình gặp rất là nhiều người nổi tiếng rồi. Nhưng mà cái người này coi như là trong giai đoạn này mình rất là trông đợi được gặp đây. Nhưng mà trước đó là anh cũng đã coi như là một cái người fan follow theo cái kênh của em, anh cũng coi khá nhiều. Nhưng mà một cái người vừa có tài, đẹp trai mà nhìn giao diện rất là điện ảnh nữa, cho nên là không làm được. Mà nghe nói hồi nãy đi vào cái khu cầm bao này biết ngay từ là bị bảo vệ chặn lại, đúng hỏi rồi. Là nhà to đúng không? Xin mời. Xin mời hai anh em vào nhà. May có hôm nay lại cuối cùng lại được đến nhà của một khán giả của nhà to, rất là hay. Ngay từ lối vào, đường vào của nhà anh Will thì đã có rất nhiều các cái hàng cây ở xung quanh, hoa ở hai bên rất là thư thả. Nhưng mà ở đây
em thấy có một điều rất là thú vị như kiểu là bước vào đại sứ quán anh ạ. Ở đây có cả cờ của Hoa Kỳ, bên này là cờ Việt Nam. Thì có một cái sự liên kết gì ở đây không ạ anh? Hay là anh là có quốc tịch của Mỹ? Vì cũng nhiều người hỏi rồi đó, tưởng đâu là đây là cũng làm viên chức lãnh sứ quán. Nhưng thật ra là mình là có công ty bên Mỹ. Công ty về công nghệ, và coi như là thường xuyên á có bạn bè rồi đối tác đến. Đây là một cái cách mình thể hiện cái sự tôn trọng mình đối với những cái đối tác từ bên Mỹ đến thăm gia đình cũng như là đến nhà mình để bàn công việc. Cho nên là ở đây mình để luôn luôn là hai lá cờ như thế này. Thực sự là mới đến đây thôi nhưng mà có thể gọi là nhỏ và có võ anh em đi ạ. Vì từ cái thiết kế lối vào ở đây đã không phải là bước thẳng cửa cái là sộc thẳng vào nhà. Đúng. Mà đây em thấy anh có các cái bậc để lên xuống ở đây. Thường những cái nhà biệt thự thì mọi người là đầu tiên là làm là cao cửa kính tường. Cái văn hóa nó tạo cho người ta một cái privacy, coi như là một cái sự riêng tư. Tuy nhiên cái việc cao cửa kính tường đó nó thật sự đúng đó, nếu mà cái khoảng lùi của sân á nó phải to. Vì ngôi nhà này cái theo cái kiến trúc á, quy hoạch ở đây là người ta cho cái khoảng lùi tương đối nó bé. Vì thế cho nên là coi như mình làm không gian mở. Vì nếu mà mình làm cao cửa kính tường mình không nhìn được hàng xóm, mà hàng xóm cũng không nhìn được mình nữa. Đặc biệt là khu này là khu cầm bao, một cái khu biệt lập, cho nên là rất là an ninh, xe cộ để ngoài hết cũng chẳng sao hết. Cho nên là mình làm hàng rào thấp. Nhưng mà cái bậc thang bước lên là một cái sự khoa học. Có nhiều người làm đây hai bậc hay là một bậc. Thật ra đó, khi bước vào nhà mà cái cửa chính á bước lên ba bậc là cái nhà nó sang hẳn ra. Đôi khi đây là phòng nghỉ đúng không? Vâng. Cái bậc tam cấp này lại càng khiến cho em có cái cảm giác giống như là bước vào các chỗ gọi là cơ quan ngoại giao rất là quan trọng. Thường là có những cái bậc tam cấp để bước lên giống như thế này. Đúng rồi. Rất là hay. Nhưng mà thôi, chắc là quý vị khán giả đang rất là nhiều người tò mò bên trong rồi anh ạ. Anh Will thì giờ nhờ anh Will có thể dẫn em cũng như là anh Andy và quý vị khán giả vào bên trong để chiêm ngưỡng nhà của anh. Ok, xin mời tất cả mọi người. Xin mời Đức. Dạ. Em có phải để giày ở ngoài không anh? Không, đối với nhà của mình là giày mang vào. Mặc dù trong này trải thảm rất nhiều nhưng mà luôn luôn là mang giày vào. Cho nên phía trước không bao giờ có những cái chuyện để dép giày như thế này. Đấy, em cũng phải hỏi trước vì đôi khi anh em mình đi review mọi người lại hay bảo là sao, tại sao mà mình hay đi giày vào trong nhà. Nhưng mà thực sự là vì đối với những nhà mà sang trọng thì gần như là được thiết kế để cho cái việc là không phải bỏ giày ở. Thông thường là mình sẽ thấy là người ta hay bắt bỏ giày ngoài đúng không? Phần là các ngôi nhà họ sợ dơ hoặc là ấy đó. Thảm là một cái vật dụng nó phục vụ cho mình, cho nên mình mang về thoải mái. Đi tất cả các phòng, ngoại trừ là cái phòng walking closet á, thì mình có những cái dép mang ra trong nhà để đảm bảo cho cái vệ sinh tối đa. Ấn tượng đầu tiên của em thì là đấy, bây giờ về các giác quan đi. Đầu tiên thì là về thị giác thì vào ngay là một cái không gian chờ, và cái bức tranh ở đây em không biết là anh treo tranh ca sĩ nào. Rất là đúng là không biết là ca sĩ hay hoa chắc là người yêu mẫu nào đó. Đấy chưa biết được, thì đấy là một cái đầu tiên. Thứ hai nữa là về khứu giác thì bước vào đây cái là như là khách sạn 5 sao. Có cái hương thơm nó rất là độc đáo. Vì thật ra đó, một trong những cái cách mà mình gọi là người Sài Gòn nói là nịnh đầm á, là nịnh phụ nữ đó, là chúng ta phải thể hiện cái sự tôn trọng họ. Mà một trong những cái điều mà thể hiện tôn trọng họ đó là treo cái ảnh họ ngay khi khách bước vào. Đó là cái cách riêng của mình đó nha. Anh có thể chia sẻ cho em là cuối cùng là người phụ nữ quyền lực này là ai được không? Đây là mình thường gọi cái từ rất là dễ thương, đó là cục cưng của mình. Là bà xã của anh. Bà xã. Em nhớ là bây giờ người ta gọi là nóc nhà. Nóc nhà. Đúng không? Bây giờ gọi là nóc nhà. Anh em thì là rất là am hiểu ngôn ngữ của thời đại. Cũng phải theo kỳ CD. Wow. Đúng là hôm nay là được vào tham quan một ngôi nhà mà đẹp từ nóc. Đây là từ nóc nhà là nhìn cái là đã biết là đẹp từ nóc đẹp xuống rồi. Bây giờ mình sẽ khám phá ở bên trong nữa. Em nghĩ là vào trong này đi chứ ở ngoài này em cứ nhìn người đẹp thôi. Đấy. Quên mất là đang đi review nhà. Mời Andy và mời Đức.
Wow. Ta ngồi vào một cái phòng khách nhỏ nhỏ xinh xinh ấm cúng. Tức là ấm cúng. Nhỏ xinh về không gian nhưng mà nhìn những cái đồ ở trong này thì cũng cũng to. Cũng to. Cũng to. Tại vì em là nhà to nên là đấy em cứ quen là có những cái đồ rất là nhỏ nhưng mà lại to về giá trị. Và to về có những cái câu chuyện ở phía sau của nó rất là hay. Hoặc là những đồ sưu tầm quý hiếm. Đấy. Em ấn tượng điều gì nhất? Có lẽ là em ấn tượng bởi cái phong cách mà anh tạo ra ở trong cái không gian phòng khách này. Ở đây thì em quan sát thấy là có vẻ như là anh là một người rất là yêu thích về thời trang và nghệ thuật. Còn chi tiết hơn nữa vẫn phải nhờ đích thân anh Will là gia chủ là anh chia sẻ cho em cũng như là quý vị khán giả. Hai vợ chồng anh đều thích thời trang, đam mê thời trang, và bà xã anh á đã từng là chủ của một cái hãng thời trang và là nhà thiết kế thời trang. Wow. Bán rất chạy. Wow. Nhưng mà từ lúc chị sanh em bé thứ ba là coi như là giải nghệ, chuyển giao. Cho nên khi Đức bước vào đây đó thì đặc biệt trong cái phòng khách này, Đức ngồi ở góc nào Đức cũng thấy cái view đẹp. Vâng. Có nghe ngồi phía bên đây, chúng ta nhìn về góc bên này thì chúng ta thấy được cái background này, cái khu vực, cái lò sưởi và có này. Nhưng mà khi ngồi ở vị trí của anh thì chúng ta nhìn thẳng qua bên kia, nó tạo cái cảm giác cái phòng khách nó sẽ rộng hơn. Và cái nhìn hướng này đó thì nhìn vào là có những cái cuốn sách anh để trên bàn đây là cuốn sách thật. Dạ. Cuốn sách này là đọc chán chê để đây. Có nghĩa mình mua về mình coi trước. Dạ. Thì đây là những cuốn sách nói về thời trang, các hãng thời trang đó. Vâng. Về lịch sử của nó và các cái design, các cái collection ha. Dạ. Theo từng giai đoạn. Chính vì em nhìn thấy những cuốn sách đấy nên là em mới đoán là anh có thời trang sở thích đến thời trang. Cộng với cả bức tranh ở ngay phía sau lưng anh nữa. Dạ. Chắc là em sẽ muốn là đứng lên để cho nó gọi là được đi review chi tiết hơn. Yeah. Không là ngồi như này em sợ là quý đúng vị khán giả lại ngủ luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Rất là hay. Đây từ những đồ. Đây là cái bộ ấm bạc còn rất ít trên thế giới. À. Bạc khối ha, bạc khối nên là cái này là cho em cầm lên. Hàng hiếm á, hàng này hàng cổ đó. À, okay. Mình phải săn. Anh Andy thấy em cứ cái gì em không sờ không nhìn thì thôi, nhưng mà cứ sờ vào cái gì là y như rằng là có tầm nhìn. Có gì ở đây ha? Và nhìn hướng này nè, Đức để nhìn hướng này bước khi bước vào á, thì nếu mà ở đây là những cuốn sách thời trang mà trên đây là một bức tranh gia đình hay là tranh của bà nội bà ngoại hay tranh cảnh chim cò gì đó thì nó sai hoàn toàn. Đúng rồi, nhìn lên đây nhìn xuống đây thấy Louis Vuitton không, Chanel, thì nhìn lên đây là một bức tranh nó có cái chủ đề tương tự. Ví dụ như là nếu chúng ta có những cái hình gia đình, hình vợ chồng chụp cưới, hình cả gia đình chụp chung đúng không, hình tam đại đồng đường chụp chung chẳng hạn, thì những cái bức hình đó chúng ta nên treo ở phòng riêng, ở phòng ngủ, phòng riêng, phòng làm việc. Còn nơi đây là phòng khách thì tốt nhất chúng ta nên có những cái bức tranh nó mang tính chất là nghệ thuật, để cái người khách người ta đến đúng không, người ta nhìn người ta cũng có cái để người ta thưởng thức. Và cái bức tranh treo trên tường nó nói lên cái văn hóa và cái trình độ của cái người gia chủ. Đây anh em phát hiện thấy cái góc này, bức tranh ở đây thì có những cái câu gọi là các câu nói nổi tiếng của những người nổi tiếng. Đôi khi một đời họ sống chừng ấy năm, họ thành đạt nổi tiếng trên toàn thế giới chỉ để lại một hai câu. Chỉ để lại một hai câu đúng không anh? Thì em nghĩ là cái này sẽ lại là một cái rất là hay. Những cái đồ như thế này cũng toàn bộ là đều là những cái đồ nhỏ nhưng mà lại là đồ rất là cao cấp và có giá trị. Ví dụ như ở đây em thấy chỉ là một cái chân nến thôi. Tối mình sẽ đốt nến ở đây. Chân nến này của Baccarat. Em thấy nhà anh rất là nổi tiếng. Dùng đồ của Baccarat cũng khá nhiều. Dạ. Và tối nay chúng ta sẽ có một cái buổi gọi là dinner Baccarat. Nghĩa là hôm nay đi review được ăn tối luôn hả? Anh nghe nói là gì vậy? Anh nghe nói là được nghe đồ vậy. Nghe đồ này, không biết là tối đây chúng ta được ăn cái gì. Tại vì vừa rồi Christmas anh có đặt một coi như là ba kiện hàng nhưng mà về mới có 1.5 kiện thôi. Dạ. Đồ Baccarat thôi. Nó chưa phục vụ cho một cái số lượng người lớn được nhưng mà ba anh em mình là vô tư. Ok, hay quá. Thế hôm nay là vừa đi review lại còn được ăn tối. Đây Đức sẽ thấy một cái để ý mà khi anh đến cái ngôi nhà này
vài lần trước anh cũng hỏi anh Will về cái việc tại sao sắp xếp salon theo kiểu này. Chắc là anh nghĩ là nếu được thì anh Will chia sẻ cho các bạn để có thể là chúng ta sẽ học được một chút cái gì đó ở trong cái việc mà sắp xếp trong cái nội thất trong cái nhà. Em thì cho em nói trước đi. Rồi. Gọi là Đức. Gia chủ thì thường là sẽ có những ý đồ riêng. Em thì lại gọi là đứng dưới góc độ là em đi nhiều nhà khác nhau thì em có những cái nhận định riêng. Rồi. Thì đối với em thì khi mà sắp xếp một cái không gian phòng khách với bộ sofa ghế và cái bàn có khoảng cách như thế này thì đây em mời anh ngồi thử đây. Đấy. Anh ngồi ngoài nó sẽ rất là hay có trường hợp là ví dụ là đi ra đi vào với nhau mà bàn mà sát quá. Anh đang ngồi vắt chân như thế này để nói chuyện rất là thoải mái. Thì ví dụ em ngồi ở giữa em muốn đứng lên mà cái bàn nó sát ở đây rồi. Thì anh thì đấy là cá nhân em là Đức đang nói về cái thông thủy đó, nghĩa là mình khi mà cái giao thông đó khi mình đi nó bị vướng đúng không? Đúng rồi. Là cái đầu tiên là cái thông thủy là giao thông tự nhiên trong nhà nó vướng víu á. Đúng rồi. Còn những gì còn lại nữa thì em phải nhờ anh Vinh. Đích thân gia chủ. Ok. Thật ra đó cái ghế trong phòng khách này á là phục vụ cho gia đình. Living room là cái chỗ gia đình mình sinh hoạt chính, phục vụ cho mình trước, khách là phụ. Cho nên cái số lượng ghế ở trong nhà này, trong cái phòng này nè, thì nó phải đủ cho số lượng người đang sống trong nhà này. Bảy ghế, bảy người. Okay. Ở đây là nhà mình bảy người luôn ạ. Bảy người. Cho nên là khi mà thí dụ như là tối mình ăn tối xong, cái mình muốn ra phòng khách mình ngồi một chút để mình tâm sự, nói chuyện, dạy dỗ con cái, dặn dò hay là hỏi thăm học tập. Thì thí dụ là ra thì con đi kiếm cái ghế nữa hay là không đủ ghế thì thôi chắc là con ngồi đây. Không? Thường là như vậy đúng không? Là nó sẽ gây mất đi cảm xúc và cái câu chuyện mình đang định đề cập. Tự nhiên có một đứa đi chạy đi kiếm ghế là sao? Có nghĩa cái số lượng ghế phải đủ cho các cái trong nhà thành viên trong gia đình. Ok, tức là phòng khách sẽ là nơi mà phải sắp xếp ghế cho đủ, ưu tiên cho cái trong đúng gia rồi. Đình đúng không? Đúng rồi, không bao giờ có cái chuyện là đi tìm thêm cái ghế phụ để đây đã. Trừ khi có khách tới mà, thấy không? Thêm nữa thì chúng ta phải kê thêm. Nhưng mà cũng có backup ở đây một cái đây. Có nhiều người hỏi không hiểu là anh Cường tự nhiên để cái ghế đây làm gì? Đây là một cái ghế cái ghế phụ khi nào mà có khách 8 người đúng không? Rồi. Đây. Wow, mình kê thêm một cái nữa. Đúng rất không? Là hay là cái ghế này anh lại làm màu trắng này, rồi xung quanh là trong suốt. Đúng. Đi qua đây gần như là không bị bị thu hút thị giác bởi đúng rồi, cái nó ghế làm này. Cho cảm giác chật đúng không? Cho nên mình làm cho thoải mái. Đó, và có nhiều người hỏi, ủa sao anh Cường lại để cái xe ba cạc ở đây? Thật ra đó, living room mình ngồi trong này, mình có thể uống trà. Mình có thể uống rượu, không? Mình có thể uống nước. Nhưng mà nghĩ sao khi mà mình cứ kêu người giúp việc, đúng không? Lấy ly nước, lấy cho tôi miếng đá, thế này thế kia, lấy thêm cái ly này kia. Thì sẽ làm cho người giúp việc cứ phải đi ra đi vào, sẽ nó làm break cái không gian và cái câu chuyện mood của đúng không? Cái cảm xúc lúc mà khách mình đang nói chuyện. Cho nên là ở đây phải có sẵn một cái ba cạc để đây. Thí dụ người giúp việc đem nước ra xong rồi, đúng không? Ai muốn thêm thì sẽ có một cái chai nước để đây, tất cả nước để đây. Rồi có một cái xô đá để đây sẵn, đúng không? Có thể là qua tự động lấy luôn. Ok. Thế là hôm nay là quý vị khán giả đã được nghe những cái chia sẻ và những cái đây gọi là trải nghiệm thực tế từ đích thân gia chủ, có nghĩa là đây là từ cuộc sống của anh Will là hàng ngày, cái nhu cầu thực tế của gia chủ. Nhu cầu thực tế. Đôi khi là chúng ta làm nhà nhưng mà lại là nhu cầu là theo nhu cầu của kiến trúc sư. Có nghĩa là người kiến trúc sư lại đưa ra gợi ý nhưng mà thực tế là đến khi vào ở rồi gia chủ mới phát sinh thêm, thế là lại mua thêm những cái đồ ở ngoài, mua thêm ghế rồi mua thêm các đồ đạc linh tinh vào. Thậm chí khiêng cái ghế vô đó, bổ sung đó. Cái ghế chất quốc so với lại cái không gian này và cái bộ ghế này rất là hay bị là tự nhiên nó mất đi cái sự sang trọng, nó mất đi cái sự tinh tế liền. Nhưng mà có một cái điều á anh khẳng định á, đó là giá trị của một cái bất động sản đó, đương nhiên là location, đương nhiên là diện tích, đó là những cái tiêu chuẩn căn bản, nhưng có một cái điều rất là quan trọng, đó là công năng trong cái nhà đó. Mà công năng trong nhà đó nếu mà ngay từ đầu á chúng ta không được tư vấn tử tế bởi những cái người mà có kinh nghiệm thực tế, họ sống trong những cái môi trường như vậy đó,
đó, thì coi như là họ sẽ không bao giờ nghĩ ra được và tổ chức được cái cuộc sống mình một cách rất là khoa học và tiện nghi mà sang trọng. Bằng không là cứ phải bưng ghế thôi. Ok, rất là hay. Rồi thì bây giờ chúng ta chắc là đi vào bên trong. Rồi xin mời Đức. Đức thấy sao? Mỗi ngày gia đình gặp nhau hai lần tại đây. Cái bàn này á là thật ra ngồi 8 ghế nhưng mà gia đình thì có 6 người lớn, một em bé. Okay. Nên mình chỉ setup đúng y chang như những gì gia đình cần thôi, là 6 ghế cho người lớn và một ghế em bé ngồi riêng. Đây là may là đồ mới chỉ về có một nửa đấy anh ạ. Chứ đồ mà về hết là kéo là chỗ này là không chỉ 3 ly, 3 đĩa mà nhiều nữa. Baccarat là một cái thương hiệu khá nổi tiếng nhưng mà chắc là anh phải share cho nhiều, chắc là cũng nhiều khán giả của nhà to cũng chưa hình dung lắm đúng không? Vâng. Nhưng mà đây là một cái thương hiệu cực kỳ luxury trong nội thất. Ví dụ nha, đi ra đường mình thấy một người đi một chiếc xe sang, cầm một túi xách hiệu. Thật sự mà nói luôn đó là đó là những cái công cụ để mà họ dùng nhưng mà cũng là làm hình ảnh. Vâng. Phải không? Giàu nghèo chưa biết, sang không cũng chưa biết. Phải đợi đến lúc mình đến cái nhà người đó. Mình ngồi vô bàn ăn. Đó, mình dùng một buổi tối thì mình biết rằng sang hay không. Thứ nhất là do cái phong cách chiêu đãi khách, ăn uống cộng với lại những cái vật dụng rất là thường ngày như thế này. Tại vì nếu một người á, mà đeo một cái đồng hồ hiệu, một cái túi xách hiệu mà sử dụng những cái đồ ăn uống hàng ngày phục vụ cho như mình nhiều nhất á, trong gia đình á, mà mình tiết kiệm mình mua cái đồ không tốt, thì đâm ra là nó sẽ mình giống như mình tự ngược đãi mình á. Mình tập trung cho cái bề ngoài nhiều quá, mà cái nội dung, cái chất lượng bên trong cho chính mình và gia đình mình lại lại không tốt. Cho nên là uống một cái ly, cầm một cái ly, người ta biết cái giá trị của nó, chăm chút cho cái cuộc sống. Thì pha lê tiếng kêu mỗi cái ly này một set nó khác nhau hết, cái design khác nhau hết, mà cái này đều là handmade hết. Wow. Rất là hay. Ở đây thì em còn phát hiện ra là thay vì làm một cái cửa đi vào thì anh Will lại chọn phương án là sử dụng hai cái cửa hai bên. Nó giải quyết rất là nhiều thứ đó. Thứ nhất là độ thẩm mỹ nó khác, tại vì nhà này một cửa nhiều quá nè. Những cái cửa thì lớn như này là khá là nhiều. Đúng rồi, nó đối xứng với nhau ha, nó đối xứng với nhau. Nhưng mà mình muốn làm hai cái cửa nhỏ. Nếu ở đây một cái cửa giữa nữa thì đâm ra là nó thường. Thì mình làm hai cái cửa nhỏ, nó cách điệu về mặt thẩm mỹ, nó ạt hơn. Nhưng mà quan trọng hơn đó là cái vẫn là cái giao thông. Từ ngoài phòng khách người ta đứng lên khỏi sofa, đúng không nè? Người ta có thể hai lối đi vào, đỡ phải chen nhau. Không cần chen nhau, phải không? Ai thuận bên nào đi bên đấy. Nhưng mà nhà này nhé, Đức ơi, anh làm nhà luôn luôn là anh có một cái giải pháp backup. Cái này trong vòng 3 ngày trở thành một cái nhà khác, không gian mở liền. Anh có thể giải thích kỹ hơn một tí được không? Chơi cái này xong chán cái gì? Một thời gian sau đâu, tại vì anh đang có 3 cái đèn chùm thẳng một dọc. Nếu mà bung cái này ra nhìn 3 cái đèn chùm dọc rất là đẹp đúng không? Đúng rồi. Rất là, rất là rộng mà rất là đẹp nữa đúng không? Cái này anh làm bằng thạch cao. Tường thạch cao, rồi. Đúng không? Và cái cửa này có thể mở ra tháo ráp. Vâng. Mở ra được. Nó mở trong vòng coi như là 5-10 phút là người ta mở lấy cái cửa ra. Okay. Rồi cái thạch cao này chỉ cần bẻ xuống rồi tạo thành một cái khung và làm thành một cái khung y chang như bên đây luôn. Là coi như nó từ phòng khách chạy thẳng qua đây, chỉ cách nhau ở một cái tủ cabinet này thôi. Vâng. Tức là cái việc thay đổi nó không tốn kém và về thời gian và tiền bạc. Đúng rồi. Và rất dễ dàng để làm. Có thể là một năm là đổi style. Tại vì anh muốn, luôn muốn refresh cái cảm xúc của mình. Cho nên anh muốn luôn muốn là nội thất anh không phải nằm một chỗ đó. Setup nằm chết chỗ đó. Mình hôm nay cái bộ này nằm đây, cái ghế kia nằm kia. Mình thay đổi như vậy làm mới cái cảm xúc mà phục vụ cho chính cái chăm sóc cái cảm xúc cuộc sống của mình là điều rất là quan trọng hàng ngày. Em cũng thấy có một cái cách refresh khác nữa mà các anh chị chủ nhà cũng hay chọn, đấy là thay vì là ở một nhà thì mua một lúc mấy nhà. Đấy cũng là một cách để refresh về không gian. Brand này hơi tốn.
mà Đức vào đây thấy là nó đang rất là ấm cúng, dạ, đang rất là riêng tư. Nhưng mà bây giờ muốn không gian nó rộng hơn thì sao? Em thấy là anh sử dụng rất nhiều các cái hệ cửa này để chia ngăn cách các không gian. Đúng từ rồi. Từ đây là em đã nhìn thấy là ở ngoài này có những phần không gian khác rồi này. Nhưng mà em nghĩ là từ từ phải một lát nữa, là vì ở đây trong này lại còn có cái không gian mà em cũng tia thấy rất là hay. Ở đây là các bạn đã nhìn thấy là đây là thông thường đây như là một cái không gian bếp rồi. Đấy, nhưng mà cái bếp này thì gần như là chỉ là để phục vụ theo cái là bếp này, rất là bếp Âu. Châu Âu thôi, đúng không? Đúng rồi, đây là gọi là bếp để nấu đồ Tây. Vâng. Nhưng mà sẽ có một cái bếp thứ hai dành cho đồ Việt Nam, đồ châu Á. Vâng. Đây là gọi đây. Là bếp để dành cho những cái việc nấu nướng không có mùi. Đúng rồi, những thức ăn không có mùi. Đây là bếp dành cho đồ Việt Nam. Và những cái gì đó mà tiếng động ồn ào. Nha, thí dụ người giúp việc nói chuyện với nhau, các nhân viên phục vụ nói chuyện với nhau thì bên ngoài kia không nghe. Tiếng rửa chén, rửa ly, lổn cổn, lãng cản trong này là ngoài kia không nghe. Lock mà đặc biệt trong này là mình có máy lạnh luôn. Coi như là lock cái này lại. Đúng, lock lại. Thôi, Ở đây thì em còn thấy là anh bố trí cái hệ cửa ở đây nó rất là lớn để thoát mùi. Đúng rồi. Thoát mùi. Ở đây ngoài cái hệ thống mùi, thoát mùi ở đây rồi. Mình tổ chức thêm một cái cửa này để lấy mùi đi ra ngoài luôn. Okay. Nhưng mà mùi mà vẫn lại chống mũi. Chống mũi, không bao giờ có côn trùng, nhà này không bao giờ có mũi. Tại vì nhà có con nhỏ. Cho nên là mình luôn luôn bảo vệ trẻ em là cửa lưới hết. Nhưng mà vẫn giải quyết cho cái khâu là thoát mùi. Và thẩm mỹ. Rất là hay. Cho nên là đây là cái bếp mà hàng ngày bà xã ở trong này và làm bánh ở ngoài kia, giữa liên kết giữa cái bếp gọi là Việt Nam gọi là bếp ướp và bếp khô đó. Đúng không? Chỉ đơn giản chỉ là một cái cánh cửa lùa. Vâng. Nó giải quyết hết tất cả mọi thứ. Mà ở đây em thấy là các tông màu đều được tính toán rất là kỹ. Đấy, từ cả quả táo, các bạn nhìn nhá, đến những cái đèn rồi bình bông ở kia hay là các cái máy để đánh trứng rồi máy pha cà phê các thứ đều được tính toán. Đúng rồi. Đấy, tông màu ấy. Ở đây là có thể thấy trắng này, đỏ là đen. Chủ đạo và sau đấy là đen nữa. Đấy, có nghĩa là được tính toán rất là kỹ lưỡng chứ không phải đến khi mà gia chủ vào ở rồi thì lại thấy là thiếu đồ này, thiếu đồ kia trong thiết kế ban đầu của kiến trúc sư nên lại mua về, nhưng mà lại mua cái thì màu nâu, cái màu cam, cái màu hồng. Đúng rồi. Thế là thành ra vào một không gian bếp, nhất là không gian bếp như thế này thì thường sẽ rất khó để mà có được một cái cảm giác là chỉnh chu và sắp xếp kiểu như này. Tất cả mọi thứ các cái nó phối nó phải đồng bộ với nhau thì nó mới toát lên được cái sự chuyên nghiệp và cái sự sang trọng được. Thế là một lát nữa chắc là em nghĩ là sẽ có rất nhiều quý vị khán giả là sẽ thắc mắc cái câu hỏi và phải nhờ anh Lưu giải đáp là ai là người stylist cái nhà này cho anh. Thì câu đã hỏi đấy để một lát nữa đi em. Nhưng mà anh không biết nhưng mà không biết là đây là một cái sự trùng hợp thú vị hay là biết trước. Mà Đức hôm nay mặc đồ trắng đen rất là matching với là không gian này nha. Chỉ biết là anh Ngọc Anh bảo là ok hôm nay vào Sài Gòn đi với anh dẫn Hoàng Đức tới một căn nhà rất là thú vị. Thế là em cứ nghĩ đến là thú vị thì em cứ cắt cho. Nhưng mà có thú vị không? Thú vị, rất thú vị. Bây giờ sẽ có một cái chi tiết nhỏ nhưng cũng rất thú vị đây mà cả nước Việt Nam chỉ có nhà này có thôi. Wow, cái gì đấy anh? Em đây, thích những cái đồ độc lạ. Cái này không đồ độc lạ đâu mà cái này là chi tiết thi công độc lạ. Bên ngoài cái cửa này là kính hợp đúng không? Có nang chính giữa, kính hai lớp để cách âm, nhưng mà bên ngoài màu đen nhưng bên trong màu trắng. Cả nước Việt Nam này không có chỗ nào làm. Em tưởng là việc sơn nó cũng dễ chứ nhỉ? Người ta không làm. À. Tại vì sơn những cái nang này á, nó phải xử lý hết toàn bộ cái hóa chất đặc biệt để cho nắng mưa nó không bị bong ra. Nó không đơn giản đâu. Tại vì cái nước sơn mà sơn gọi là sơn tĩnh điện hoặc là sơn zin của họ trong nhà máy đó thì họ đã sơn hàng loạt rồi. Thì không thể nào họ làm riêng cho mình bên ngoài đen bên trong trắng được. Vậy là bây giờ đi ra ngoài thì nó là màu đen. Màu đen. Nên thôi không từ, đen. Đúng rồi, từ cái nang này và từ tất cả cái hệ khung nhôm. Em đang nhìn thấy từ cái cửa này đã thế rồi này anh này. Đúng rồi. Ở trong này là đen đây các bạn nhìn này. Đây, đúng rồi. Ở trong là trắng, ở ngoài là đen. Đấy, nãy mới nhìn thấy ở đây nhưng mà ngoài này đen thật. Vì đơn giản không gian ngoài này là một cái terrace.
Lộ Thiên. Ồ, đây là máy kính này ở nước ngoài này. Ở châu Âu. Ở châu Âu người ta gọi đây là cái Winter Garden. Cái khu vườn mùa đông. Đó là một cái phòng kiến mà mùa đông người ta ngồi trong nhà người ta vẫn nhận được nắng. Dạ. Và người ta vẫn nhìn ra outdoor được. Ok. Đó, nhưng mà người ta không bị lạnh. Mà mùa hè thì người ta đóng lại người ta mới đúng lạnh. À ok. Đó. Không mũi không bụi. Đúng không? Muốn máy lạnh là máy lạnh, mà muốn gió tự nhiên là khí động học đưa gió tự nhiên vào. Kia luôn. Yeah. Okay. Thí dụ mình ngồi trong nhà mình ăn mình không thích mình dọn ra đây đúng không? Okay. Mình set up một cái bàn ở đây. Thế là coi như là thì chúng ta ra ngồi ngoài trời, các buổi tiệc thì cảm giác ngoài trời ghế 3 tuổi mà Đức ngồi được chứng tỏ là Đức coi như là cũng ok đó ha. Chưa có bị overweight. Không, chứng tỏ là ghế xịn. Wow, hay quá. Nhưng mà nhà này gọi là để đi vào chi tiết thì em thấy rằng rất là nhiều. Đấy, em còn nhìn thấy ở bên ngoài. Thôi, chúng ta không câu giờ nữa, chắc là cho quý vị khán giả chúng ta sẽ đi khám phá thế. Thường cái khu này là cái khu mà Lộ Thiên người ta hay trồng cây hay làm hồng nón bộ gì đây nè, đúng không? Thì rất là mũi, rất là bụi ha. Thì mình làm một cái phòng kiến chứ vậy, với lại mình mở rộng cái không gian sống nè. Mình sinh hoạt bên trong này. Ở đây mà mở hết cửa ra thì lại thành không gian mở. Đúng rồi, nếu mà mở cửa kia ra thì lại rất là riêng tư. Nó phải khuất ánh nhìn của nhau. Một người ngồi bên trong kia ăn, nhưng mà một nhóm ngoài này riêng. Nếu mà không có những cái này á, thì nhìn thấy nhau hết. Ra ngoài này nói xấu vợ không bị. Ai. Chà. Ai. Lúc mà ở phía ngoài kia, em không nghĩ là trong cái căn nhà này lại có cả bể bơi. Đây là cái bể bơi mà mình ngồi mình chill được. Không phải để bơi, mà cái nơi đây là cái nơi mà mình ngồi. Và Đức để ý không? Cái chỗ nào có cái ghế ngồi là kế bên lại khó mà cái ba cả. Và bây giờ không thể nào mà đang ngồi đây muốn uống trà mà chạy vào nhà lấy nước sôi, tại vì anh muốn có đồ ăn hay là những cái snack hay là cái gì đó đúng không? Anh phải có cái chỗ để anh. Mà em thấy nhà anh chỗ nào cũng có táo. Ôi, táo, con táo anh thật nhá, không phải táo, không phải táo giả nhá. Con anh mỗi ngày đều uống nước táo ép á. Cả gia đình uống luôn. Cho nên là táo này là để ăn chứ không phải để chưng nha. Táo này phải để quay phim không hay là táo có phải để quay phim không hay? No. Ngày nào cũng vậy hết. Trong tủ lạnh còn một đống trong đó nữa. Hay quá. Lần đầu đi tới thăm nhà mà từ đồ decor này cho đến là những cái vật dụng sử dụng, có nghĩa là hoa quả rồi những cái đồ thật hoa, có nghĩa là những cái chi tiểu tiết nhỏ như thế này nó sẽ thể hiện rất là rõ là chủ nhà, gia chủ đấy sống trong cái căn nhà này như thế nào. Tại mẹ của các cháu đó, chị là chăm sóc các cháu rất là chú trọng vấn đề ăn uống. Và tại Việt Nam á, trong cái ngôi nhà này nó giải quyết được hai thứ mà chúng ta đang là coi như là đang còn phải gặp vấn nạn. Một là cái không khí. Chúng ta sẽ ngày hai là thức ăn. Thì thức ăn là luôn luôn là organic. Rau thì khỏi nói luôn, là chúng ta trồng rau luôn về phía bên hông. Trồng rau trong tủ lạnh bây giờ coi như thu hoạch, mình đến hỏi mình ăn mà không hết luôn á. Dạ. Vậy thì bây giờ trong nhà này cũng đã có những cái hệ thống lọc gọi là bụi siêu mịn á. Dạ. Là xử lý hết, hệ thống sensor cảm biến hết. Rất là hay. Đây gọi là chú trọng đến những cái giá trị sống. Cái góc ở bên kia bể bơi là có thể làm những cái tiệc BBQ buổi chiều tối luôn đấy, đúng không anh? Mình ăn lẩu hay là barbecue hay là mình ăn những cái thức ăn có mùi nhiều đó, mắm rồi đó kia, là mình ra ngoài đó mình ăn. Ngồi cái góc ngoài kia rất là đẹp. Vâng, hay quá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá một nơi mà chắc là chúng ta đi thang máy đi, để Đức sẽ không định được là ở tầng mấy. Thế là nhà anh như này vẫn có thang máy? Có thang máy. Vì có người lớn tuổi mà. Em quên còn chưa hỏi là cái tổng diện tích căn nhà này của mình là bao nhiêu? Tổng diện tích sàn này. Có thể là mình sẽ nói cái này sau cùng được không? Mọi người coi hết toàn bộ các cái công năng trong nhà, đúng không? Rồi mọi người sẽ comment đoán xem là coi căn nhà này diện tích bao nhiêu, diện tích đất bao nhiêu và diện tích xây dựng bao nhiêu. Thế là nãy giờ là chúng ta đã đi hết một cái mặt sàn của tầng 1 rồi. Thì xin mời quý vị khán giả của nhà to hãy thử comment xem là nhà của anh Will là diện tích một mặt sàn này là rộng bao nhiêu mét vuông mà lại có thể chia được những cái công năng giống như chúng ta vừa xem. Rồi bây giờ chúng ta thử đi vào cái lối của người giúp việc nè. Đây là lối riêng của người giúp việc đây các bạn ơi.
Có nghĩa là người giúp việc không có đi ngang vào cái phòng ăn được. Okay. Người giúp việc muốn đi xuống bếp hay đi di chuyển lên lầu hay xuống hầm là người ta sẽ đi riêng một cái cửa này. Rồi. Không ảnh hưởng đến lúc mà chúng ta đang ăn tối. Rất là hay. Như vậy là nó sẽ có sự tách riêng tư đúng không? Riêng tư. Bây giờ đi thang máy ha. Ok. Đây, lối này là cho người giúp việc đi thẳng ra phía ngoài đây các bạn. Nhà bé mà vẫn có thang máy hay thật. Đồ ăn đi Đức. Trời ơi. Yeah. Hôm nay mày ăn hết chỗ nhà quá. Đấy, trong đây này, là... trong này mới là cái đáng để review là... đây. Cái là ui. Super VIP mới xuống đây hả? Đấy. Xin mời ca sĩ Hoàng Đức xuất hiện, thế là rèm mới bắt đầu mở ra. Đâu rồi? Anh mở ra đi. Biến mất rồi. Biến mất rồi hả? Thì wow. Xin chào các bạn, tôi đã quay trở lại rồi đấy. Rồi, bây giờ chúng ta xem coi trong này cái toilet còn gì nữa không ha? Ok. Nguyên cái hàng này thì chắc anh em mình làm được mấy cái tầng hầm. Vâng đấy. Nguyên một hàng này là đã đủ một cái tầng hầm rồi. Không biết là chị là có mở store bán giày dép hay túi xách hay là đây là đam mê? À anh trước khi mà bước vào đây thì anh có một cái gợi ý gì để cho quý vị khán giả đoán xem là ở dưới hầm này em cũng chưa biết là trong này là cái phòng gì. Anh nhìn là thường thì hầm thì bãi đậu xe. Bây giờ vào nha. Rồi. Ok, xin mời.